kẻ đập phá tượng thánh và dùng súng bắn Đức Mẹ giờ sống thế nào? Anh Trần Văn Tuấn đã có một vợ và ba đứa con, bí thư chi đoàn xóm 7, trưởng ban văn hóa xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Anh ta là người cầm đầu hội cờ đỏ tại khu vực xã Diễn Mỹ với mục đích hoạt động chia rẽ lương giáo bằng cách chống phá những người có đạo, xúc phạm đức tin của giáo dân nơi đây. Hội cờ đỏ do Tuấn dẫn đầu đã càn phá một cách ngông cuồng trong khu vực suốt 6 tháng trời. Chúng hoành hành như băng đảng mafia với sự bảo kê của cấp ủy xã Diễn Mỹ, bằng chứng là nhiều lần đánh giáo dân, đập phá hàng hóa và tài sản của họ trước sự chứng kiến của công an cộng sản. Những ai theo dõi thông tin trên trang Thanh Niên Công Giáo và một số báo đài khác đã biết rõ về những gì mà Tuấn và hội cờ đỏ đã gây ra cho giáo dân. Chúng cầm băng rôn diễu hành đòi trục xuất linh mục Nguyễn Ngọc Ngữ, thậm chí khống chế linh mục Đa Minh Phạm Xuân Kế Quảng Hạp Đông Thác và linh mục Giô-sa Nguyễn Ngọc Ngữ ngay tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Diễn Mỹ. Khởi điểm sự quấy phá vào ngày 3 tháng 9 năm 2017, Tuấn cầm đầu hội cờ đỏ với gậy gộc, thậm chí cả súng côn tới đập phá tài sản của nhà ông Trần Văn Trịnh và một số gia đình tại xóm Chợ Đình, giáo xứ Đông Kiều. Đến ngày 10 tháng 9, Tuấn và nhiều kẻ bịt mặt ném đá và cầm dao mát xông vào nhà và quán cà phê ông Duyên Sự để đập phá bàn ghế, TV dân dân. Khốn nạn và ngông cuồng nhất phải kể đến lần Tuấn dẫn đám côn đồ đập phá tượng Đức Mẹ tại nhà ông Trịnh, sau đó dùng súng bắn thủng mặt tượng Đức Mẹ của gia đình anh Hoàng Văn Hoàng vào đêm 15 tháng 9 năm 2017. Tình hình giáo dân Đông Kiều mới được yên ổn sau ngày 11 tháng 4 năm 2018, đó là ngày mà Tuấn và một số thành viên hội cờ đỏ đi họp đồng hương xã Diễn Mỹ tại thành phố Vinh. Sau khi họp xong trên đường về nhà, Trần Văn Tuấn đã bị tai nạn giao thông rất nặng làm chấn thương sọ não và bầm dập khắp người. Nguyên nhân tai nạn được biết do Tuấn tự đâm vào cột tường sau một ngày họp hành, vô chơi nhậu nhẹt với bạn bè. Hiện tại Tuấn đang phải nằm điều trị tại bệnh viện Việt Đức. Các bác sĩ chỉ còn cách cưa hột sọ, nuôi não nhằm kiếm cách giữ lại mạng sống cho Trần Văn Tuấn. Sau khi bị tai nạn rồi mới biết gia cảnh của Tuấn cũng rất khó khăn, một người vợ trẻ vô cùng khốn khổ khi vừa phải nuôi ba đứa con thơ, vừa chạy dây tiền để chữa trị cho một ông chồng ngang tàn. Hoàn cảnh như vậy giờ một mình gia đình Tuấn chịu khổ cực, trong khi hội cờ đỏ không đủ sức chu cấp. Không biết lúc này cấp ủy đảng và công an xã Diễn Mỹ quan tâm lo liệu cho Trần Văn Tuấn cùng vợ con anh Quý như thế nào. Chúng tôi đưa tin này để cảnh báo những kẻ còn giả tâm xúc phạm tới tượng thánh, trù dập những người có đức tin bởi hậu quả việc làm ngu xuẩn đó sẽ vô cùng khủng khiếp. Chúng tôi không có quyền kết án Trần Văn Tuấn, nhưng có bổn phận loan tin để những kẻ vô luôn biết mà hành xử cho phải lẽ đạo. Đừng bắt vợ con và người thân gánh chịu những hình phạt cay đắng như Trần Văn Tuấn lúc này. Ước mong vợ con anh Tuấn được bình yên và gặp được người có lòng thiện để hỗ trợ chữa trị cho anh ấy cùng với việc học hành cho con cái nữa. Nhất là qua thảm cảnh này, anh Tuấn tỉnh ngộ và biết xin lỗi những nạn nhân của anh mà cởi bỏ thù hận và u mê. Có như vậy, anh Tuấn và những thành viên hội cờ đỏ mới nhận ra đâu là giá trị đích thực của cuộc đời, để không bị ma quỷ xúi dục chà đạp tha nhân và xúc phạm thiên chúa.